Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay Genen TV có mặt tại một nơi rất đặc biệt để nói về những câu chuyện đặc biệt của mùa thu Hà Nội. Và chắc chắn rằng là xuất hiện trong video của chúng tôi cũng sẽ có những con người rất đặc biệt, là những người mang những dấu ấn, mang những hoài niệm của Hà Nội xưa. Thì hôm nay Ngô Hiếu đang có mặt tại dự án Flamingo Đại Lải. Ở đây có một bảo tàng, có thể nói là có một cái bộ sưu tập mà có 102 trên thế giới. Và chắc chắn rồi, bộ sưu tập đã được ghi vào kỷ lục Guinness của thế giới. Và ngày hôm nay thì rất là vinh dự cho Ngô Hiếu được gặp chủ nhân của bảo tàng trên. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng giao lưu và cùng gặp gỡ kỷ lục gia thế giới Đào Xuân Tỉnh ngay tại căn bảo tàng tại Flamingo Đại Lải. Xin mời quý vị. Chào bác. Dạ bác. Xin giới thiệu quý vị khán giả, đây là bác Đào Xuân Tỉnh, là chủ nhân của bộ sưu tập, chủ nhân của căn biệt thự mà có 102, có phải nói là bộ sưu tập có 102 và một trong những căn biệt thự mà độc nhất vô nhị tại Flamingo. Dạ, hôm nay rất là vinh dự cho Genen TV được gặp bác. Xin chào các bạn. Hôm nay Đào Xuân Tỉnh rất là vui được đón các bạn, là những người cũng yêu cái đẹp, yêu kiến trúc và yêu những cái gì mà nó có màu thời gian. Dạ. Xin mời. Dạ. Thưa quý vị, thì với Hiếu thì được biết bác Tỉnh từ những năm 2014-15. Bác là một trong những người mà có thể nói là luôn luôn là yêu cái đẹp, thích cái đẹp, và luôn luôn biến những cái tác phẩm lúc mà Hiếu biết đó là những cái tác phẩm biệt thự ở Vinhome Riverside. Thì với cơ duyên nào mà bác có thể là lên một cái thành phố xinh đẹp Vĩnh Phúc, rồi thì lên một cái khu đô thị mà có thể nói rằng là cực kỳ sinh thái đẹp đẽ của Flamingo? Mình cũng phải chia sẻ thế này, tất cả những cái điều mà nó hiện hữu như ngày hôm nay về mặt vị trí, ngôn ngữ kiến trúc và cái công năng sử dụng, thì hoàn toàn tất cả những cái điều mà mình không lý giải được đó là những cái của tự nhiên. Thế và mình có một cái quan niệm rất rõ ràng là tại sao lại cứ phải là bức tranh của họa sĩ, tại sao lại những cái tượng hình của những nhà điêu khắc và những cây cầu hoặc kiến trúc nó mới là tác phẩm, mà lại không coi ngôi nhà của mình được cùng với kiến trúc sư và được coi đấy là tác phẩm. Và với Đào Xuân Tỉnh thì đã xuyên suốt từ những năm 1998 khi bước chân đầu tiên về đầu tư và xây dựng và yêu kiến trúc Pháp, thì luôn luôn coi ngôi nhà mình ở, mình được cùng với kiến trúc sư để thỏa sức chọn ngôn ngữ kiến trúc, chọn công năng sử dụng và nghệ thuật sắp đặt trong nhà, đấy là tác phẩm. Và cứ như thế sẽ xuyên suốt đến tận bây giờ. Thế và cái hình thành cái không gian này thì cũng xuất phát từ chỗ là đến năm 2018 thì bộ sưu tập xe đạp Pozo cổ được sản xuất và lắp ráp tại Cộng hòa Pháp xác lập kỷ lục quốc gia, mà lúc đó là trên 100 chiếc. Thế và cứ như thế hình thành thì đến tháng 9 năm 2019 thì đã qua xác lập kỷ lục của Đông Dương, kỷ lục châu Á, và đến ngày 9 tháng 9 năm 2019 thì Liên minh Tổ chức Kỷ lục Thế giới thẩm định thì đây là bộ sưu tập xe đạp Pozo xác lập kỷ lục thế giới, tức là bộ sưu tập xe đạp lớn nhất thế giới. Thế và với số lượng, với những cặp đôi mà Đào Xuân Tỉnh đã đi tìm, đi ghép, và những đấy là những cặp đôi xe nam, xe nữ, thế rồi là những cặp đôi nữ, cặp đôi nam, và mình phát hiện ra những cái điều nó rất là tuyệt vời của những chiếc xe đạp mà được sản xuất tại Cộng hòa Pháp
nhưng những câu chuyện về xe đạp Pozo nó rất thú vị thì lại ở miền Bắc Việt Nam. Và các bạn hình dung là một thời mà trước giải phóng miền Nam thì cá nhân nào hoặc gia đình nào được sở hữu một chiếc xe đạp thì đấy là một niềm tự hào, đấy là những cái điểm đặc biệt và khẳng định một điều nó có những cái vị thế. Nhưng mà về thu nhập, về những điều kiện mà khả năng là được sở hữu những cái chiếc xe đạp Pozo đấy và được khẳng định mình trong một cái giai đoạn lịch sử nhất định về xe đạp Pozo. Thế và mình phát hiện ra cái điều đấy thì là cũng đã sưu tập và hình thành cái bộ sưu tập như thế. Con được biết là để mà sưu tập được một cái bộ sưu tập mà hơn 200 xe thì thực sự là nó không phải, nó chỉ vấn đề đơn thuần là thời gian, là tiền bạc vào đấy, mà có nếu con biết thì nó là một cái niềm đam mê và thực sự là nó gắn bó với tình yêu của Hà Nội, hay là gắn bó với những tuổi thơ nữa. Những câu chuyện về xe đạp Pozo thì với thế hệ như chúng tôi sinh trước những năm 1960 thì chiếc xe đạp Pozo rất là gần gũi, rất là gắn bó, và những cái câu chuyện về một thời rất là thú vị. Thì trong đó thì mình nghĩ được một điều rằng là thời gian nó trôi đi thì cái vẻ đẹp của chiếc xe đạp Pozo và hình ảnh và những chủ nhân là những người thanh niên Hà Nội, những người phụ nữ Hà Nội được sở hữu thì nó cứ hiện về, và những cái nét đẹp đấy nó theo cùng năm tháng với lứa tuổi như chúng tôi. Cái thứ hai là mình nghĩ một điều rằng là tại sao những chiếc xe đạp Pozo thời kỳ đấy nó đẹp như thế về mặt hình ảnh, nó đẹp về kiểu dáng công nghiệp, và mình lại trân quý, thì tại sao trong mỗi một gia đình bây giờ của người Hà Nội lại không hiện hữu một chiếc xe đạp còn chất lượng, còn câu chuyện ở tại phòng khách của mỗi gia đình. Và tôi cứ xuyên suốt như thế thì ngoài đam mê thì phải nói rằng phải có khát vọng, phải có tình yêu, và thật sự là phải hiểu và xuyên suốt những cái chiều dài của lịch sử thì mình cũng đã coi những chiếc xe đạp Pozo là những kỷ vật, cổ vật của từng cá nhân, của từng gia đình, và tự những chiếc xe đạp đấy kể chuyện về những cái phiêu lưu, kể về phục vụ đời sống gia đình, kể về những cái đẹp, những cái mà chỉ có người miền Bắc Việt Nam hoặc người Hà Nội được sở hữu những chiếc xe đạp Pozo thì là những con người rất danh giá. Vậy chính như cái điều đặc biệt của xe đạp Pozo ở Hà Nội thì tạo lên một cái nét mà không ở đâu trên thế giới có được những câu chuyện về xe đạp Pozo như ở Hà Nội. Và chính vì thế nên nó cứ thôi thúc khao khát mình là đi sưu tầm. Và bên cạnh đó thì các bạn hình dung là những chiếc xe đạp đã ra đời cách đây rất lâu thì bảo quản này, chăm sóc này, thế rồi là để bảo dưỡng, khắc phục để cho nó trở về nguyên bản, thì cũng xin cũng nói với các bạn là ngoài tình yêu, khát vọng, không có gì ngoài tình yêu, có rất nhiều thứ nữa, và có những người cộng sự cũng yêu như mình và chăm sóc những chiếc xe đấy. Và các bạn hình dung bây giờ mà lứa tuổi như chúng tôi hoặc lớp trẻ hoặc là những người lớn tuổi hơn là được đi trên những chiếc xe cùng giới tính với mình, cùng năm sinh với mình, và được nghe những cái tiếng líp, những cái tiếng của các cái vòng tua mà nó cộng hưởng lên những cái hộp, hoặc đi buổi sáng đi buổi tối thì có tiếng chuông của xe đạp, thế rồi là hình ảnh là cái đèn trước đèn sau nó sáng và được nhìn thấy những chiếc xe đấy, thì thực sự ra cái cảm xúc nó ùa về, và
thấy những cái nét đẹp mà không phải là ở đâu cũng có, mà mình chính vì thế mà mình lưu giữ những chiếc xe đấy. Thì các bạn hãy hình dung là mình phát hiện ra những cái điều đơn giản trong cuộc sống, những cái đồ vật mà một thời nó gắn bó như thế, thì bản thân nó đã là những cái kỷ vật rồi, nó lại có những cái câu chuyện rất là hay, và mình cứ lưu giữ và cứ như thế nó theo cùng với mình về về màu thời gian và những cái câu chuyện của mình thay nhau cho những chiếc xe đạp, hoặc là những người sống ở Hà Nội mà như thế hệ như chúng tôi, nhưng mà hoặc lớn hơn thì gặp nhau được nói chuyện về xe đạp Pozo thì đã là một điều quá hạnh phúc rồi. Bây giờ lại được nhìn thấy, lại được chạm vào xe đạp Pozo, xong lại được đi trên những chiếc xe đạp Pozo đấy, thì các bạn thử hình dung cái cảm xúc đấy nó còn đến đâu. Khi mà chỉ có đến đây thì mình mới có những cái cảm nhận đấy được. Thực sự là chúng con thì ở những cái thế hệ mà sau này mà nghe câu chuyện của bác cũng thực sự là rất là xúc động, và đúng là những cái thứ mà nó bây giờ mình không nói chuyện về giá trị về tiền nữa, mà những cái giá trị mà mang gắn bó với thời những cái thời kỳ lịch sử cực kỳ cam go của đất nước, gắn với những cái tuổi thơ rất là khó. Mình bác phải chia sẻ với Hiếu một điều như thế này. Đây là những cái thứ mình nhìn thấy là trong bộ sưu tập, nhưng mà cũng phải chia sẻ với các bạn là có bộ sưu tập, và nhất là được tiếp các cá nhân, các đoàn khách ở trong nước và khách quốc tế đến đây là được nghe, tức là mình kể chuyện về một thời của miền Bắc Việt Nam thông qua chiếc xe đạp. Thì cái quan trọng nhất ý, thì cái giá trị của nó là những cái vẻ đẹp, những cái mà về tình yêu của những cái thời kỳ bấy giờ. Nhưng cái quan trọng nhất là thông qua bộ sưu tập thì mình trân quý những cái giá trị của cuộc sống bây giờ, hoặc là mình cách điệu nó lên ý, thì mình cũng phải thấy rằng là đi xe đạp thì cũng đã là một cái điều nó có sức khỏe rồi, lại liên quan đến môi trường. Và bây giờ cái vẻ đẹp mà được ngồi trên những chiếc xe đạp mà sản xuất cách đây 50 năm, 70 năm về trước mà vẫn còn chắc chắn, vẫn còn có cái những cái mà vẻ đẹp của nó, thì các bạn thử hình dung thì nó vui đến đâu khi sở hữu, khi được sử dụng, và khi được có những cái bức ảnh cùng với những chiếc xe đạp mà đã ra đời mà đã cách đây hàng trăm năm, thì các bạn thấy nó thú vị như thế nào. Và mỗi một người mà đâu đó nhìn thấy xe đạp thì lại nhìn thấy hình ảnh mình, nhìn ảnh gia đình mình, gia tộc, và những cái hình ảnh đấy nó cứ hiện hữu nó về. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta trân quý cuộc sống hơn, chúng ta đến gần nhau hơn, chúng ta có nhiều cái bắt tay hơn, và chúng ta hoan hỉ hơn. Thực sự là rất là muốn, thực sự là bác giới thiệu bộ sưu tập lắm rồi, bởi vì với cái số lượng của một đem lại một cái xác lập kỷ lục đúng không? Về thế giới thì thực sự là một cái bộ sưu tập mà cả những người, thậm chí những người Pháp cũng rất là ngưỡng mộ bác. Bởi vì tại Việt Nam có một con người mà có tình yêu với miền Bắc Việt Nam, với những cái thời kỳ lịch sử, thì rất là vinh hạnh nếu mà được bác cho bọn con xem một phần của cái bộ sưu tập. Mời các cháu, mời độc giả đến cùng, xin mời các bạn xuống. Ở đây mình có hai khu. Thì việc đầu tiên ý, là đây các bạn quay lại phía đằng này, thì đây là sảnh chính. Đây là sảnh chính thì đón khách. Thì mình giới thiệu luôn với các bạn là khi khách vào đến đây thì việc đầu tiên ý, là một đôi bạn cơ bắp, tức là đây là một đôi cặp mà đôi nam sản xuất năm 1930 còn nguyên bản, và cũng không nghĩ được rằng là chiếc xe ngoài này là đã về với bộ sưu tập đã hơn 10 năm nay, nhưng chiếc xe trong này
thì bạn này cứ đứng một mình mười mấy năm nay để và một bạn này mới về cách đây một tuần. À, dạ, thì vâng. Có nghĩa rằng là rất là vinh dự đấy. Cái những chiếc xe như thế này thì nó còn nguyên bản và đã mình cũng đã sưu tầm thì ở Việt Nam lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ bắt đầu mới vệ sinh và lau chùi để cho nó trở thành những cái nó nguyên bản. Vâng. Đấy. Thì đấy là một điều mà các bạn được thấy. Hoặc như đây là một đấy đôi bạn nam tri kỷ rồi thì đây lại một đôi bạn nữ, tức là ra đời trước năm 1950 mà nói đến chiếc xe khung mít ghi đông chữ U, mạ tám vó, ghi đỡ yên mỏ quạ là và vành là ua đê, thì các bạn phải hình dung tức là nó rất là nhiều tuổi rồi, mà đấy là một trong những cái mà điều rất đặc biệt. Hoặc như cặp đôi đây là vừa rồi là mình cũng đã tổ chức một cái sự kiện ở đây, tức là dạ tiệc sen với kỷ lục gia Nguyễn Thị Thanh Tâm, kỷ lục châu Á cộng, thì mình ra mắt cái cặp đôi này, là đây là cặp đôi xe đạp Peugeot nam nữ. Và đến năm 2023 này thì cặp đôi nam nữ này bên nhau đến bây giờ tròn 100 năm. Tròn 100 năm. Mà còn nguyên bản như thế này. Hoặc là đây này, các bạn hình dung đây là chiếc xe. Thực sự là 100 năm thì là xe đạp nữ còn nguyên bản mà sản xuất năm 1918. Thì đây là vâng, đây là các bạn hình dung làm vào là đến đây. 100 năm là phải đến hai đời người đấy. Đấy. Thế thì đây là một cái không gian trưng bày, thì cái chính là vấn đề là vẫn chủ yếu là xe đạp Peugeot, và các bạn hình dung cứ thấy một chiếc nam một chiếc nữ như thế này cùng màu cùng đời thì đây là một cặp Peugeot. Thế thế rồi là hai chiếc nam cùng màu cùng đời thì một đôi bạn tri kỷ, hoặc là đôi hai chiếc nữ cùng màu cùng đời cùng chất lượng thì đôi bạn nữ. Thế và cứ như thế mình sắp xếp như thế này để nó có câu chuyện, và chính các bạn ấy cũng đã phiêu bạt ở các nơi trên thế giới hoặc ở Việt Nam, nó đâu đó thì nó cứ nằm ở nó rời rạc, thì mình làm một cái nhiệm vụ tức là để các bạn ấy về với nhau và dạ. Về với bộ sưu tập ở đây dạ, vâng. Và mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công để mà có thể là chờ để sưu tập thêm cả những cái thứ đồ mà đã bị mài mòn theo thời dạ. Gian đấy. Như con thế thấy thì bạn. Là như bác nói ở đây, ví dụ như này là một cặp này, thì đây là cặp xe lam đúng không bác? Thì có một cái ghi đông đây. Không, đây dạ. Là cặp nam thì có nghĩa là nó khác xe nữ ở cái vâng. Chỗ tức là có cái gióng ngang. Vâng. Thế và xe nữ thì nó điệu đà hơn, thì nó điệu hơn. Xuống thì vâng. Thì là xe là nam nữ. Thế vâng. Nhưng mà nó có một cái là khác biệt, nó hoàn toàn tức là trước đây ấy, là nhà sáng chế và nhà sản xuất ấy, là gần như là xe nam là để cho xe nam để vâng, nam đi. Xe nữ là để xe nữ đi. Thì nữ là thường là hay mặc váy đầm thì đi lại cho nó dễ. Thế và với người miền Bắc Việt Nam và người Hà Nội thì trước xe những cái xe mà sản xuất trước năm 1970-75 như thế này thì nó là một cái tài sản rất là lớn. Tài sản dùng cái từ như thế là nó là một cái tài sản rất là lớn. Thậm chí là ở Hà Nội thì những cái nhà trong ngõ thì mua những cái nhà ở trong ngõ còn dễ mua hơn một chiếc xe đạp. Và giá trị thời điểm đấy thì nó cũng tương đương những cái căn hộ ở trong ngõ ở trong. Còn ngõ nếu mà thời điểm đấy mà quy ra tiền bây giờ thì chắc là nó sẽ bằng một cái căn biệt thự rồi đấy. Thì còn đây là mình cũng sưu tập thêm, tức là ngày trước đây là trong cuộc sống thì có một cái điều thú vị là có cái câu là một yêu anh có Peugeot, hai yêu anh có Senco bọc vàng, ba yêu nhà cửa gọn gàng, bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô, và một vài những cái câu vè khác nữa thì mình những cái chân quý và nói những chuyện về giá trị của những cái thời kỳ đấy. Nhưng mà vậy có thể nói rằng là xếp đầu bảng vẫn là những chiếc xe Peugeot còn giá trị hơn cả những cái căn nhà hoặc là những mảnh đất thời kỳ bấy giờ. Hoặc là đây các bạn cũng thấy hình dung là những cái mà hiện hữu về màu thời gian, tức là những cái bộ dàn âm thanh rất là đặc biệt của Nhật Bản sản xuất những năm 1970, những cái đồng hồ là màu thời gian, hoặc là
và các cái bức tranh ở đây là nó cũng có câu chuyện và cái gì nó cũng có câu chuyện. Thế vì mình sắp xếp lại những câu chuyện lại với nhau. Như con nghe thì có tiếng lách cách ở đây rất là thú vị, đúng là như bác nói đấy. Ví dụ như thì... nghe tiếng như tiếng chuông xe đạp hay là những cái đây. Đây là xin giới thiệu với các bạn là các bạn hình dung tức là đi sang các quốc gia ở châu Âu hoặc các quốc gia khác thì nhìn vào nhà thờ, nhà dòng hoặc các cái dock ở làng ấy thì có những cái mặt đồng hồ rất là to để biết được thời gian ấy. Thì nếu vận hành được cái đồng hồ đấy thì phải có cái cỗ máy thời gian này nằm ở trong nhà. Thì để nó phục vụ cho cái mặt đồng hồ đấy. Đấy. Thì những chiếc đồng hồ, cái cỗ máy thời gian như thế này thì nó cũng đã khoảng trên 100 chiếc đồng hồ này. Đấy, để phục vụ cho cái nhà, cái đồng hồ ở những nhà thờ, nhà dòng đấy. Thế và cũng điều rất thú vị và mình rất thích là cái hoạt động của cái cỗ máy này. Để các bạn hình dung đây là như là một bộ phận của xã hội như vậy. Các cái bánh răng to, bánh răng nhỏ, rồi mỗi người có một cái mắt xích và để nó tạo lên những cái giá trị. Thì đấy là những cái mà rất là thú vị về cái nghệ thuật của cái vận hành. Và cái thứ hai nữa là cái độ bền trên 100 năm mà đến bây giờ vận hành và mọi thứ là chạy rất là tốt. Thì đấy là những cái mà mình rất là thích thú. Và các bạn hình dung mà cứ như thế này thì mình mới trân quý những nhà sáng chế. Dù xã hội có phát triển tiến bộ đến đâu thì vẫn để cho nhân loại những cái thứ mà hàng ngày hiện hữu để mình dùng được rất là tốt. Ở đây các bạn nhìn thấy các cái máy may đây này. Cái này nó ra đời cũng trên 100 năm. Nó có một cái tác dụng duy nhất thôi là máy cái gót giày. Thế nhưng mà bây giờ về mặt sử dụng thì không sử dụng được nữa. Thế nhưng mà có một điều là cái câu chuyện để nó ra đời những chiếc máy may như thế này thì nó cũng rất là thú vị. Đấy, còn ở đây là đồng hồ vai bò này. Đấy, thế rồi là các bạn hình dung là kia như là mình cũng sưu tầm thêm những cái máy đánh chữ của bác ngày xưa thời kỳ mà cuộc kháng chiến thì ở rừng Bắc Bó, thì những cái hình ảnh đấy nó có những cái câu chuyện và cái đồ vật nó gắn kết với nhau. Hoặc như đây là chân dung ông Armand Pozzo là cha đẻ ra cái thương hiệu Pozzo này. Chiếc xe đạp đầu tiên mà ông sáng chế ra của xe đạp Pozzo là ông sản xuất năm 1882. Thế và cụ sinh là năm 1849, thì cụ qua đời năm 1915. Đấy, hoặc là các cái thêm các cái chân dung ở đây nữa. Thế còn bên này thì giới thiệu với các bạn là một phần đấy như vừa rồi là chiếc xe đạp màu cá vàng ở bên trong này. Là sản xuất năm 1980. Thế là mình cũng tặng câu lạc bộ phụ nữ với di sản một chiếc xe như thế này. Thế nhưng mà tổ chức đấu giá ở tại đây. Thế và một cuộc đấu giá cũng rất là kỳ lạ và rất là cảm xúc, rất là hiếm. Chắc ở Việt Nam, trên thế giới thì ít khi diễn ra. Tức là khi kết thúc cuộc đấu giá thì người trúng đấu giá và người không trúng đấu giá ôm nhau khóc và trên cảm xúc trên sân khấu. Vì người trúng đấu giá chiếc xe này là mua để tặng bố. Còn cái người mà nhường lại không đấu giá tiếp nữa thì cũng muốn mua để tặng mẹ. Và đấu giá lên đến 190 triệu. Và toàn bộ 190 triệu này Đào Xuân Tình và Khúc Thị Dậu tặng cho quỹ câu lạc bộ phụ nữ, câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam để hoạt động. Thì đây là cuộc đấu giá cũng rất là thú vị. Nhưng con thấy là cặp này gần như là mới tinh 100%. Đúng rồi, cũng may là mình những cái năm trước đây là mình cũng thấy cái vẻ đẹp và cái những cái giá trị và cái câu chuyện về Pozzo cá vàng với người Hà Nội. Thì các bạn hình dung tức là mình không dám cường điệu, nhưng mà đâu đó thì các bạn thấy hình dung là được sở hữu những chiếc xe cá vàng như thế này, hoặc là màu cá vàng nhưng đời nó sâu tuổi hơn, thì gần như một niềm tự hào và một niềm kiêu hãnh của từng cá nhân.
Còn đây là trong một cái khán phòng như thế này thì các bạn hình dung là có rất nhiều những cái đồ vật là những cái máy may của cô Dô. Đây là những cái chân máy may tức là đã hỏng mất bàn rồi, hỏng mất máy rồi. Thì cái chân này thì đấy cũng may là những gia đình ở Việt Nam là người ta cũng lại gần như bỏ đi. Thế nhưng mà mình phát hiện ra là đây là những tác phẩm rồi. Và nếu như mà không nhanh mà để sưu tầm để về có cái chức năng là đỡ những cái mặt bàn như thế này thì cũng đã trở thành phế liệu rồi. Đấy nên là các bạn hình dung những cái vẻ đẹp của những cái chân máy may tất cả đều đã trên từ trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đấy là những cái bàn, những cái chân máy may, hoặc là mình sưu tập những cái ván. Đấy các bạn hình dung là ván của gỗ tàu đắm. Vâng, ở đây mình thấy nó có dấu thời gian đây thôi. Đấy, những vết dấu thời gian. Đấy. Vâng. Đây là những cái này là gỗ tàu. Vâng. Gỗ táu của mình là đóng tàu rồi nó đắm ở dưới biển rồi ở sông ngòi. Thì mình tận dụng những cái này để các bạn sẽ thợ để đóng để mình để những cái tĩnh vật lên trên này. Và mỗi một cái nó lại có những cái câu chuyện rất là hay, rất là thú vị. Vâng. Thế thôi, thế còn đây thì chắc bên các bạn là thấy rất nhiều chịu những cái thành tích, những cái mà của tổ chức kỷ lục Việt Nam rồi xác lập những cái mà nó liên quan đến bộ sưu tập. Thế còn thì mình cũng tham gia bên phó tổng giám đốc của tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu. Thế rồi trong tương lai thì đây cũng là trụ sở của câu lạc bộ kỷ lục gia thế giới người Việt toàn cầu.